sẽ trải một cặp đầu rồi đó. Sao mà trải hoài nó còn nhóc ở trong chân cỏ đó làm sao, chỉ có đường mới mốt là con duỗi hoặc là con mua thuốc về tôi ngủ á. Em không mua dầu gội, em gọi trời mua đủ thứ chơi mà gọi nó gì vậy á, tới thuốc cái ổ thuốc nó luôn mà nó không hết. Hồi đó giờ chứ mới thấy lần đầu tiên luôn á. Tới nó có rồi gọi bác sà bông mà nó có là nó có. Dạ đúng rồi ông, tôi là không có tiết kiệm được bao nhiêu, nhưng mà mỗi tháng tiết kiệm được là 100 ngàn đó. Em không có tưởng tượng được luôn á trời. Cái lực như thưa mà còn cỡ này, cái lực dày cỡ nào. Con gom lại nha. Trứng nó gạo hay vậy? Trinh thấy đó hả? Rồi mình hút cái màu. Đâu, chơi kéo xuống rồi hả? Còn nữa đó, chảy cái này nó còn hơn. Phải. Cái này nữa, hồi nãy chế chảy một chập rồi. Ừ. Mà mẹ. Mày...